Giờ em xin giới thiệu, ở đây là một cặp loa tai của hãng Victor GBC. Hàng này là hàng mang về rất là đẹp luôn, hàng còn rất là mới và được sản xuất năm 2014. Cái này nó xài bằng ôm, công suất cũng khá là mạnh. Có một bát tầm cỡ 10 phân và một chép. À, phía sau nó có cặp chân kèm theo nhưng mà nó không đồng bộ, chân xịn luôn. Đây là của hãng Toa do Đức sản xuất một cái, và cái này đúng hàng của Victor luôn, Japan sản xuất. Giá cặp loa này và gồm cả chân là 1.800.000 đồng. Bác nào cần liên hệ em số điện thoại 0987 647 177, em sẽ vặn volume trong chiếc âm ly đàn ông.